Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 10. Chết rồi. Rồi đó. Nữ thần trắng tu luyện ngàn năm, thần ác quá mà cũng chỉ được tới đó thôi. Nữ thần trắng vẫn còn ở trong người của con nhỏ mày. Ta đúng là xảo quyệt, thầy không cũng không làm gì được cổ. Công lực của con trắng tinh hình quả thật rất lợi hại. Được, coi đi. Đừng giết con tôi. Đó là con của tôi, không phải là nữ thần trắng. Con tôi đang bị bệnh mà. Tới đi, xuống tay đi. Ảm ma đi quanh sẽ chết theo đúng ý của ta. Quỷ! Cha mau! Mỹ! Về Mỹ! Cha mau! Có xuất ra hay không? Về Mỹ! Không! Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi không cho phép bất cứ ai làm gì với Mỹ hết. Mau thả cô ấy ra! Nè! Tôi liền mãi với các người! Thả ra! Dạng ra đây. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có chịu xuất ra hay không? Có xuất ra hay không? Hả? Không ra. Thôi, đừng mà. Chạy vô con. Di Mỹ. Nè, đứng lại. Đứng lại luôn. Di Mỹ. Nè, tôi kêu đứng lại chưa? Đứng lại chưa? Tại sao mọi người phải làm tới bước này mới được? Dì mẹ cũng là con cháu trong làng này, là con gái của trưởng làng đó. Đừng nhiều chuyện. Ông muốn tin cái gì thì là quyền của ông, nhưng ông không có quyền đem tín ngưỡng của ông ra làm hại người khác như vậy. Tôi không quan tâm. Nó không phải là người, nó chỉ là một con rắn tin lấy danh nghĩa nữ thần. Dễ giận lắm rồi đó. Nè, xã đất. Nè, người đâu? Xử tụi nó đi. Mỹ ơi. Mỹ ơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Em đừng nói gì nữa hết. Chúng ta phải mau rời khỏi đây trước thôi. Mỹ, đi thôi Gia Lương. Đi thôi. Anh sợ đất à? Gia Mỹ à, cô thấy sao rồi? Bây giờ tôi không sao nữa. Mày à? Sợ đất, anh sợ đất cẩn thận. Di Mỹ. Di Mỹ. Thành ra. Cậu sợ rắc, cậu mau đưa Di Mỹ vô bệnh viện cấp cứu đi. Dạ. Xuống kết. Đi mau, chị lên. Đứng yên.
Về đi. Nhanh lên. Mỹ, ai đâu? Lái xe nhanh thêm chút nữa đi. Để ra đường lớn rồi tôi tăng tốc lên cho. Dạ được rồi. Mỹ à. Mỹ. Mỹ, tự nhiên cô đứng ra đỡ đạn giùm tôi làm gì? Tôi chính là nguyên nhân làm cho anh và các bạn của anh gặp rắc rối. Tôi nhất định sẽ hối hận tới suốt đời nếu tôi để anh. Nếu như tôi để các anh có mệnh hệ gì. Cô có bị sao không? Con rắn đâu mất rồi? Anh... Mỹ, em đừng xuống chứ. Em xuống để làm gì? Cẩn thận đó. Anh xả rác. Mấy rồi? Xả rác. Xả rác. Richard. Richard. Em có sao không? Chuyện này rốt cuộc là sao đi? Nè. Con cầm lấy đi. Đeo nó để mà phòng thân. Nghe con. Con chỉ tới đó lấy tin thôi mà. Có phải đi mạo hiểm gì đâu mà phải phòng thân. Ồ. Thì con đi lấy thông tin trong rừng. Phải mang theo bùa để đề phòng rắn độc nữa con gái. Con mang theo đi, đề phòng vẫn hơn mà, cho an toàn. Mỹ, em đau lắm hả? Em ráng chịu thêm chút nữa nha. Anh Sarah à, mau đưa dây Mỹ tới bệnh viện đi anh à. Chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn. Nhanh lên. Đi Richard. Vậy mà ả Manuwan vẫn sống sót được. Uổng công ta cố tình nhập vô xác của nó, mục đích để gã thầy pháp và đám người độc ác giết nó cho hả lòng ta. Nhưng chay giao công lại xuất hiện cứu nó kịp lúc. Nếu như không có công chúa Khâm và Phá, tôi đã cản được hoàng tử chay giao công, không để cho nghệ đưa Manuwan trốn đi.
Con ả Khâm Vạch Phá, nó từng lập mưu để cho mọi người thấy ta không phải loài người giống bọn chúng. Nó phá hủy tình yêu của ta và Chi Giao Quân. Vậy mà nó vẫn được đầu thai chuyển kiếp làm con người lần nữa. Còn ta, ta bị loài người giết một cách tàn nhẫn, và linh hồn của ta lại bị giam giữ trong bức tượng kia một cách cô độc, không được đầu thai, không được chuyển kiếp. Đi đi, đi đi, chắc là ở đây nè. Chắc là ở đây nè. Chắc là ở đây rồi. Nè cô chừng cẩn thận đó. Hình như là cái hang ở đằng trước rồi. Cô chừng nha, đi cẩn thận á. Cái hang ở đằng trước rồi. Cẩn thận. Nữ thần, nữ thần ơi, nữ thần, nữ thần, bọn loài người đó đang kéo nhau xông thẳng vô hang của chúng ta. Bọn chúng không thấy chúng ta đâu. Ta sẽ dùng phép che mắt bọn chúng. Xin nữ thần đừng giết người nữa có được không? Tôi không muốn nữ thần phải ôm oán hận nghiệp chướng nữa đâu. Không những vậy, công đức mà nữ thần tích góp bấy lâu nay cũng sẽ mất hết đi. Ta biết, ta cũng không muốn giết ai hết. Nhưng ta không chịu nổi khi bọn loài người đó lúc nào cũng tìm cách làm hại ta hết lần này tới lần khác. Trong khi chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cửa hàng đâu mất rồi? Đúng đó, lần trước ở đây có cửa hàng mà sao bây giờ không thấy nữa? Đúng vậy, tôi từng tới đây rồi. Cái hàng ở đằng kia kìa, tôi nhớ mà. Ta nghĩ chắc chắn nữ thần trắng đã dùng phép thuật để che mắt chúng ta rồi. Diễn ra rồi. Đi theo tôi. Đi theo thầy. Đi thôi, nhanh lên. Đi. Cẩn thận đó. Nữ thần, bọn con người sắp vô tới chỗ của chúng ta rồi. Bọn chúng đúng là tự tìm đường chết. Xin, xin ơi, còn ở đâu? Xin, xã trưởng thấy thằng Xin rồi hả? Ở kia kìa. Xin ơi, Xin ơi, Xin. Xin ơi, Xin, sao lại ra nông nỗi này hả? Xin ơi, Xin.
Xin ơi. Thì ra là ở đây, nơi ở của nữ thần trắng. Toàn là vàng bạc châu báu. Lấy hết toàn bộ kho báu của nữ thần đi. Chúng ta giàu to rồi. Đừng nhiều lời mất thời gian, mất công có người nhìn thấy đó. Mau gom hết rồi đi. Đi 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 đi, mau lên. Nhiều quá. Nhiều quá. Ui, quá trời luôn. Ủa trời, nhiều quá. Giàu to rồi. Sắp giàu to rồi. Bọn chúng dám lấy cắp trang sức châu báu của ta, ta sẽ giết chết hết bọn chúng. Dừng lại, ăn dập qua đi. Là cha. Ngài chúa rắn. Con đã giết nhiều người rồi, con đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa. Nhưng mà đám người đó dám xâm chiếm vô địa phận của chúng ta. Bọn chúng ăn trộm kho báu, giết thuộc hạ của chúng ta, còn không thể nào tha cho chúng được. Giết chóc không phải cái kết của lòng hận thù, mà đó là khởi đầu cho nghiệp chướng không điểm dừng, không hồi kết đâu con. Con cũng có thể thấy tận mắt mà. Con giết con trai ông ta nên ông ta quay lại trả thù con, cứ lẫn quẩn không có điểm dừng. Vậy thì chừng nào con mới tìm được sự bình yên đây? Dừng lại đi con à, ăn dập qua đi.